iPhone 15 mới lịp tim, mua ngay tại Hoàng Hà Mobile, nhà bán lẻ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Mức giá ưu đãi tốt hàng đầu, trả góp 0%, gần 130 chi nhánh trên cả nước. Truy cập ngay link ở phần mô tả video nhé. Chào các bạn, tập đoàn FLC là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, hàng không và chứng khoán tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong năm qua, FLC đã gặp nhiều khó khăn và rắc rối khi cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết đã bị bắt và điều tra vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, thì cổ phiếu của FLC trên thị trường chứng khoán đã bị đình chỉ và hủy niêm yết trên sàn, khiến cho 80.000 cổ đông của FLC mất giá trị đầu tư và không thể thoái vốn. Ngoài ra thì FLC còn bị cưỡng chế thuế, chấm dứt dự án, mất khách hàng và đối tác, bị kiện tụng và phải trả nợ lớn. Vậy giờ FLC ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Đầu tiên, FLC đã bị hủy hàng loạt dự án ở rất nhiều tỉnh thành. Như các bạn đã biết, FLC được biết đến là chủ của nhiều dự án bất động sản nổi bật từ Bắc đến Nam. Trước thời điểm ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bị bắt tạm giam, thì FLC vẫn liên tiếp công bố kế hoạch đầu tư vào loạt dự án mới và nghiên cứu đầu tư xúc tiến pháp lý cho gần 300 dự án. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc liên quan đến cựu chủ tịch tập đoàn này, thì nhiều địa phương đã có động thái dừng xem xét, thu hồi chủ trương nghiên cứu, khảo sát và chấm dứt hoạt động loạt dự án của FLC như Thanh Hóa, Bình Phước, Kon Tum, Hòa Bình, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, v.v. Lý do chủ yếu được đưa ra là các dự án được chấp thuận chủ trương lập quy hoạch nhưng tập đoàn này vẫn chưa triển khai thực hiện, chưa ký hợp đồng thuê đất và chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư. Ví dụ như tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định chấm dứt hoạt động lập dự án khu công nghiệp FLC Hoàng Long do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư với số vốn 2.300 tỷ đồng. Dự án này được khởi công vào cuối tháng 9 năm 2015 trên diện tích đất gần 287 hectare. Xong, sau gần 10 năm trời, nơi triển khai dự án vẫn chỉ là khu đất hoang, cỏ mọc tùm, trở thành nơi chăn bò. Hay tại Bình Phước, hồi tháng 4, tỉnh này cũng đã ký văn bản hủy bỏ chủ trương lập quy hoạch dự án khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Suối Cam, quy mô 1.800 hectare với tập đoàn FLC. FLC cũng có những dự án rất lớn như dự án khu đô thị Nam Sông Đa Nhiêm 13.600 tỷ, dự án khu đô thị Vạn Tường 1, Vạn Tường 2, Vạn Tường 7, Vạn Tường 8 có vốn đầu tư 9.200 tỷ đồng. Đa số các dự án bị yêu cầu chấm dứt hoạt động của FLC đều là dự án treo. Chẳng hạn như tại Quảng Ngãi, sau 3 năm khởi công thì 9 dự án thuộc lĩnh vực khu đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch của tập đoàn FLC dự kiến triển khai tại khu kinh tế Dung Quất vẫn bất động. Trước khi chủ tịch Quyết bị bắt, FLC từng lên kế hoạch đầu tư nhiều dự án lớn. Họ cho biết muốn xúc tiến làm các thủ tục pháp lý để triển khai ra mắt chính thức khoảng 25 dự án mới cho các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và đô thị phức hợp tại Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, rồi các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, v.v. Đáng chú ý là đầu tháng 2, FLC cũng đã đề xuất chi tiết kế hoạch đầu tư khu đô thị nghỉ dưỡng Smart Eco City tại huyện Bình Chánh, có quy mô đến 1.154 ha và tổng vốn đầu tư lên tới 80.000 tỷ đồng. Sau khi chủ tịch bị bắt thì tập đoàn FLC đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố để thông tin chính thức về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Theo đó thì tập đoàn này vẫn cam kết sẽ xúc tiến và hoàn thành pháp lý để tiếp tục triển khai các dự án trong năm theo lộ trình mà mục tiêu của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã đề ra. Còn với cổ phiếu thì sau khi chủ tịch bị bắt, cổ phiếu của FLC cũng đã bị đình chỉ giao dịch vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác. Cụ thể thì doanh nghiệp này chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên, chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Đây là những vi phạm thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch bắt buộc theo quy định của pháp luật. Về lý do, đến nay FLC vẫn chưa có báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và các quý năm 2023. Thì một số nguyên nhân khiến FLC không có báo cáo tài chính chủ yếu là do chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp. Một số vướng mắc khác thì liên quan đến hàng tồn kho, trái phiếu dự án Quảng Bình, khoản đầu tư vào công ty con, rồi khoản phải thu và phải trả. Tập đoàn FLC cũng đang nỗ lực hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán, nhưng cho đến nay họ vẫn thất hứa. Kể từ thời điểm ông Trịnh Văn Quyết bị bắt về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, thì sau 6 tháng, các khoản nợ của FLC vẫn tiếp tục tăng. Trong năm 2022, tập đoàn này đã 2 lần bị cơ quan thuế sờ gáy.
Cụ thể là tập đoàn FLC đã nhận được 3 quyết định từ Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về việc cưỡng chế yêu cầu phong tỏa tài khoản của tập đoàn này mở tại 3 ngân hàng. Theo đó thì FLC bị cưỡng chế là bởi vì tập đoàn này có số tiền quá hạn nộp, tổng số tiền bị cưỡng chế lên tới 224 tỷ đồng. Rồi trước đó vào tháng 3 năm 2022, tập đoàn FLC cũng bị cưỡng chế phong tỏa tài khoản ngân hàng từ 30 tháng 3 đến 13 tháng 4 thì được mở lại. Cụ thể là Chi cục thuế khu vực thành phố Sầm Sơn đã ban hành tới 11 quyết định đối với FLC về việc cưỡng chế yêu cầu phong tỏa tài khoản. Số tiền bị cưỡng chế của FLC tại thời điểm đó là 124 tỷ đồng do doanh nghiệp này nợ tiền thuế quá hạn 90 ngày theo quy định. Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 thì doanh thu thuần của tập đoàn FLC chỉ đạt có 576 tỷ đồng, giảm tới 66% so với cùng kỳ năm trước. Về lợi nhuận thì do khoản lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết và các chi phí quản lý dẫn đến FLC bị lỗ ròng tới 640 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 21 tỷ. Tính trong 6 tháng đầu năm thì doanh thu là 1.660 tỷ, giảm 60% so với cùng kỳ năm 21, trong khi đó lỗ ròng lại lên đến 1.100 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó thì lãi 64 tỷ. Sau 6 tháng, nợ phải trả của FLC đã tăng từ 24.000 tỷ đồng lên hơn 27.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 19.000 tỷ đồng, tương đương 70%. Tổng tài sản đến cuối quý 2 là 36.000 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 19,3 nghìn tỷ. Tổng tài sản dài hạn chiếm 17.000 tỷ. Việc khó khăn về tài chính đã khiến cuối năm 2022, FLC phải bán tòa nhà trụ sở tại Cầu Giấy. Tòa nhà này do chính FLC xây dựng năm 2015, tổng vốn đầu tư là 5.200 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ năm 2019, gồm có 38 tầng nổi, 4 tầng hầm, diện tích sử dụng là 100.000m2. Thế nhưng lúc bán thì họ chỉ bán được có giá 2.000 tỷ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, như vậy là rẻ hơn một nửa so với vốn đầu tư ban đầu. Và đến hiện tại thì FLC cũng đã chia tay hãng hàng không Bamboo. Cụ thể, FLC đã chuyển nhượng tất cả cổ phần họ nắm giữ, cụ thể là 401,5 triệu cổ phần trong hãng hàng không Bamboo Airways cho ông Lê Thái Sâm. Điều này có nghĩa là FLC sẽ không còn sở hữu bất kỳ cổ phần nào của Bamboo Airways sau đợt thoái vốn này, biến hai đơn vị này thành hai pháp nhân độc lập. Trong nhiều năm trời thì FLC đã đốt vào Bamboo tới hơn 4.000 tỷ đồng. Và để vượt qua khó khăn thì FLC cũng đang phải cải tổ toàn diện tập đoàn. Hiểu đơn giản thì họ sẽ bỏ hết những mảng làm ăn thua lỗ để tập trung vào chỉ những mảng cốt lõi mang lại lợi nhuận. Vì vậy mà họ mới chia tay Bamboo, một công ty chỉ còn lỗ và lỗ. Tại phiên họp bất thường thì Tổng Giám đốc Thường trực của FLC đã chia sẻ rằng FLC sẽ tập trung giữ lại hai lĩnh vực cốt lõi gồm phát triển bất động sản, kinh doanh nghỉ dưỡng, sân golf và thực hiện M&A các dự án để tái cấu trúc các khoản vay, có nguồn vốn duy trì hoạt động. Ở thời của ông Trịnh Văn Quyết thì ngoài các mảng trên, FLC còn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực khác như là hàng không vận tải, đầu tư tài chính, khai thác chế biến khoáng sản, vàng, trang sức, nông nghiệp. Trong đó thì hãng hàng không Bamboo Airways là dự án được ông Quyết đầu tư và dồn nhiều tâm huyết nhất từ giai đoạn 2018 đến 2022. Tuy nhiên đến giờ thì FLC đã không còn giữ được Bamboo nữa. Còn chủ tịch Lê Bá Nguyên thì nói rằng thế mạnh nòng cốt của FLC từ trước đến nay vẫn là đầu tư bất động sản, nghỉ dưỡng và sân golf. Còn lại các lĩnh vực khác do vấn đề về nguồn vốn đầu tư ban đầu chưa có hiệu quả tài chính. Theo ông Nguyên thì nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế muốn tham gia vào tập đoàn. Do đó, FLC sẽ chuyển nhượng các công ty con, công ty liên kết để dồn lực đầu tư trọng điểm vào các lĩnh vực cốt lõi. Trong lĩnh vực bất động sản thì FLC đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư để được chấp thuận làm chủ đầu tư các dự án mới. Còn dự án không hiệu quả sẽ rà soát và đưa ra phương án chuyển nhượng. Chủ tịch FLC cho biết tập đoàn này vẫn còn nguồn rất lớn với 200 dự án ở các mức độ pháp lý khác nhau tại các tỉnh, thành phố. Nhìn chung thì sau khi chủ tịch Quyết bị bắt, FLC đã gặp rất nhiều khó khăn. Cổ phiếu thì bị đình chỉ giao dịch, dự án thì bị nhiều địa phương thu hồi, nhưng mảng kinh doanh thì phải bán đi, thậm chí phải bán cả tòa nhà trụ sở để trả nợ và họ đang phải thu nhỏ quy mô của tập đoàn. Các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.